Bây giờ chuyển qua câu chuyện tiếp theo. Lúc tán tỉnh thì quan tâm chăm sóc, nhưng đã yêu rồi thì lại trở nên vô tâm. Thực ra bây giờ quay lại cái bài toán đầu tư. Khi mà các bạn quen bạn gái thì các bạn sẽ phải đầu tư đúng không? Không chỉ là thời gian và lẫn là tiền bạc đúng không? Và cái người bạn trai mà em đã từng quen thì cũng như vậy. Em gặp bạn đó trong cái hoàn cảnh là em đi chơi chung với lại một nhóm bạn. Thì bạn này mới thích em. Bạn đó tặng cho em một món quà. Đầu tư rồi, cái đó là đầu tư rồi. Và em thấy cái món quà đó là một món quà có giá trị. Tôi bị chốt lời. Một chiếc lắc tay. Nói chung là người ta có đầu tư, cuối cùng có dính không em? Từ từ cái này phải từ từ. Cái này là dính là chắc rồi. Dính rồi phải không? Dính không? Dính. Trời vậy rồi đây. Rồi. Tới cái đoạn sau nè. Cái đoạn sau là cái đoạn vô tâm là như thế nào nè? Coi như là dính rồi, chăm sóc ân cần là hiểu rồi. Bạn này là một người đầu tư rất là nhiều. Bạn này tặng quà cho em nè, tặng quà cho em rất là nhiều luôn, có nghĩa là tìm hiểu là Tường Vi thích cái gì qua những người bạn của em và dành rất nhiều thời gian cho em. Em cũng đồng ý quen và bạn này theo đuổi em trong vòng 2 tháng. 2 tháng là một khoảng thời gian em nghĩ là nó không có ngắn đâu. Chính xác. 2 tháng. Đúng rồi. Anh đồng ý với xã hội hiện tại, với số tuổi hiện tại của chúng ta nữa. Nhưng mà khi quen rồi, chỉ vừa mới quen được khoảng 1 tháng là bạn đó giống như là một trang giấy đã, bạn đó lật sang một trang khác một cách bất ngờ mà em không thể nào mà em tin được. Bạn đó bắt đầu vô tâm, không thèm nhắn tin, không thèm nhắn tin chúc ngủ ngon, không thèm nói chuyện nhiều hơn với em. Có nghĩa là nguyên ngày á bạn đó bị mất tích luôn á. Một tuần bọn em chỉ gặp nhau khoảng được 2 lần thôi. Có nghĩa là khi mà gặp nhau ít như vậy thì mình, con gái mình rất là cần cái sự quan tâm qua tin nhắn hay là qua điện thoại này nọ kia thôi. Và thậm chí là có một lần bạn đó đi công tác ở nước ngoài đến 3 tuần thì bạn đó về. Và thường á, em nghĩ là khi mà con trai mà thương con gái thì đáng lẽ là phải gặp bạn gái đầu tiên. Khoảng 2-3 ngày sau bạn nó mới nhắn tin rồi em đi chơi. Quen rồi á hả? Quen rồi. Nhưng mà đó là sự vô tâm. Nhưng mà bạn có trao lại cái tính vật gì cho người ta chưa? Em là một người khá là sòng phẳng. Có khi bạn đó tặng quà nhiều cho em thì em cũng sẽ là tặng quà lại cho bạn rồi, đó. Em không bao giờ mà cái kiểu mà nhận là quê rồi đó. Nhiều lúc là tại vì đầu tư vốn ban đầu nặng quá đó. Lúc mà được rồi tao là tao chờ đợi tao lấy lại. Em thắc mắc bây giờ nè. Cái câu chuyện này có vẻ giống như là cái kiểu dạng đàn ông mà thích chinh phục đúng không? Đúng rồi, chỉ thích tán phụ nữ thôi, xong rồi cưa xong được xong rồi cái là biến mất. Không, cái này Misa có một ý kiến khác nha. Cái này Misa sẽ đứng về phía của nam nhiều hơn. Có nghĩa là trong một cái mối quan hệ khi mà mới bắt đầu, khi mà sau cái đoạn mà cưa cẩm với nhau rồi sẽ là cái lúc mà mình sẽ chơi chiêu với nhau một tí xíu, thì con gái thông thường khi mà nghĩ tới cái lúc mà đã được bạn kia tỏ tình rồi thì các bạn sẽ giống như là ý y lại và sẽ không làm cái điều gì khác để mà quyến rũ cái đối phương nữa. Thì cái chuyện mà đối phương là nam có hơi vô tâm với mình thì cũng chưa hẳn đó là một cái là cái sai của bạn nam. Có khi cái sai đó đến từ phía nữ trước, từ bản thân Vi không đủ ngọt ngào, không đủ quyến rũ bạn kia để mà bạn ấy phải luôn luôn quan tâm đến Vi. Từ từ đến cuối cùng á thì có nghĩa là em với bạn đó vẫn quyết định chia tay, bởi vì á muốn là dành nhiều thời gian của bạn đó cho những cái mối quan tâm khác nhiều hơn thay vì tình yêu. Ê, nếu mà một cái dạng có một cái dạng đàn ông mà giống như là làm Thanh nói thì có vẻ như là hơi kỳ ha. Tự nhiên đầu tư rất nhiều để mà có phải cái này nó có một phần giống em nè, nó không phải là vô tâm đâu. Cái gì cũng giống em luôn á. Nó có một phần giống em, không phải là em nổ hay gì đâu nha. Tại vì khi mà như là mình xếp cái tình yêu, ví dụ như vô mình đạt được cái tình yêu đó rồi, nó giống như những cái chặng đua hay gì đó thì mình chạy bền, mình giảm sức xuống, mình chạy bền. Nó giống như là đầu tư nhỏ giọt. Ngày xưa là đầu tư theo kiểu đầu ấy, còn bây giờ thì mình đầu tư ít lại một tí. Coi như đây là cái dạng đàn ông là thích chinh phục nhưng mà chưa chắc hẳn là đã yêu một cách chân thành và thật sự. Đúng không? Nhưng mà ở bên đó con đàn ông nhiều nè, thì Nhã hỏi là có khi nào mà các bạn nhiều việc tới mức độ mà mình nhiều việc quá, cái xong cái mình quên đi cái việc là phải chăm sóc cái người yêu của mình không? Có chứ, đây nè thấy không, 11 giờ đêm đang đi quay nè, có được nghỉ đâu. Đó thì nhiều khi là bạn kia bạn bận thiệt thì sao em? Thiệt, cho nên nó là em mới bảo là không cần phải dành quá nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng mà ít nhất là hãy thể hiện làm sao để cho người đó luôn cảm nhận là bạn đó được yêu thương và được quan tâm. Em đồng ý với chị Vy á, anh Bảo. Em đồng ý sao? Không, nói mà... em nói cho hay nha. Em nói cho hay nha. Em nói cho hay nha. Anh đứng gần em. Không, đứng gần em thôi để anh được nghe em nói rõ hơn thôi. Mời em. Em đồng ý với chị Vy, tại vì em nghĩ là con gái thì phải cần sự quan tâm á. Mà nếu mà đã không quan tâm nữa thì mình sẽ liên kết, mình sẽ nghĩ ngay đến là người đó không thích mình nữa.
người đó chán mình rồi. Và người đó thay đổi. Em cũng nghĩ giống chị Vy, anh Bảo nghĩ đúng không? Nếu mà nghĩ giống rồi nói làm chi ta? Thắc mắc lắm. Nghĩ giống anh gọi em cái cho em nghĩ khác nha. Em gọi đây. Không, em với chị Vy là cùng chung một cái tuýp người giống nhau á. À vậy đó hả? Trời ơi. Bây giờ tới phiên cho anh nói nè. Ôm cái. Bây giờ là anh sẽ nói như vậy mà hai tiếp bạn trai em quan tâm tới em, đầu tư tất cả mọi thứ khoảng 2 tháng. Sau đó thì một tuần 10 ngày gì đó lơ là tụi em không quan tâm tụi em nhiều hơn. Người ta đã quan tâm tụi em 2 tháng rồi. Thì bây giờ em phải chủ động quan tâm tới người ta. Lại với người một ta. Tuần 10 ngày em đó. Có chứ. Có chứ. Thật sự trước kia thì em quen ai đó, em cũng chẳng có cần phải chủ động nhắn tin quá nhiều hay là điện thoại này nọ kia hay là chủ động rủ đi ăn, nhưng mà em quen bạn này đó, thì em đã làm những điều đó. Cho nên em thích bạn một cách thật sự. Đúng. Tại vì thấy cái sự quan tâm của người ta dành cho mình là có thật, cho nên là mình thích thật, nhưng mà cuối cùng nhận lại là không phải như vậy. Giống như là kiểu cố tình chọc tức em hay sao. Nó khi là cái kiểu đó là cái kiểu giống như là Thanh nói đó, thích chinh phục thôi chứ còn yêu hay không là kiếm chuyện xong bỏ chạy. Kiếm chuyện đó là câu chuyện, đó là câu chuyện của em. Ở đây có ai không thích đàn ông vô tâm nữa? Em thì em cũng đồng ý. Sự vô tâm của đàn ông khiến cho em không thể nào chấp nhận được. Cũng chứng như là câu chuyện của em thì em và bạn trai em đã quen nhau 3 năm. Thì trong 2 năm đầu thì anh ta rất là quan tâm em. Thường xuyên nhắn tin, thường có những cái cuộc hẹn đi chơi rất là vui vẻ với nhau. Nhưng đến năm thứ 3 thì cảm giác như là ảnh kiểu như anh nghĩ là mình thuộc về ảnh rồi, cho nên là không còn cảm giác quan tâm như lúc đầu nữa, không còn những tin nhắn những lúc em buồn hay gì đó cần chia sẻ thì anh cũng không có quan tâm đến. Hoặc là những ngày kỷ niệm hay gì đó anh cũng quên đi luôn. Anh nghĩ là quen nhau lâu rồi cho nên là nghĩ là của mình rồi, cho nên là không cần phải giữ hay là không quan tâm nhiều như lúc đầu nữa. Em cảm thấy rất là khó chịu luôn. Em cũng đã nhiều lần nói với ảnh là em không chịu nổi được như vậy, nhưng mà ảnh vẫn không thay đổi được. Cho nên là đến năm thứ 3 em đã quyết định chia tay. Tại vì em không chịu nổi được cái sự vô tâm của ảnh nữa. Nói chung là đang bình thường. Trong 2 năm đầu tiên vẫn nhắn tin vẫn nào nọ kia. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên tới năm thứ 3 cái gì tất cả mọi thứ đó nó bị ít đi dần luôn, đúng không? Nhưng mà thật ra thì ảnh không có làm gì có lỗi với em cả. Cả hai đều không có làm gì có lỗi với nhau. Nhưng mà sự vô tâm của ảnh khiến em không thể nào chịu nổi nữa. Sao con trai hay vậy quá hả? Không phải vậy đâu. Không phải là như vậy. Không phải là sau khi yêu nhau 2 tháng hoặc 2 năm rồi bắt đầu lạnh nhạt đâu. Cái tình cảm nó qua một cái giai đoạn khác rồi. Chán rồi. Cái con đường phía trước á còn khá là nhiều dự án cần phải quan tâm. Mình phải đầu tư những dự án khác nữa. Em hiểu xíu là nếu như mà đối với họ người đó an toàn rồi á. Đúng rồi. Người đó không có cần phải quan tâm nữa. Tại vì không phải là không cần, nhưng mà mình sẽ dành những cái khoảng thời gian đó để mình đi làm những cái việc khác. Và ví dụ giống như là họ chỉ sẽ thảo mai với những cô gái khác, có thể, nhưng mà đối với người mà họ đã tin tưởng rồi và có thể là tin rồi thì họ bắt đầu sẽ giãn dần ra. Mà cái sự giãn của họ, họ giống như họ làm quá nên thành ra cái cô gái này cũng sẽ nghĩ là ủa sao anh lại vô tâm như vậy. Đó. Mà không để ý đúng không? Họ không để ý và họ bị quên. Năm rồi á thì thường là có thể là đàn ông người ta xác định người phụ nữ này là người đi với mình rồi. Cho nên là đôi khi là người ta dồn hết, giống như Bảo nói là dồn hết những cái tâm trí của mình. Họ sẽ có những cái chuyện công chuyện khác, công việc gì đó khác, chứ không có nghĩa là họ không còn tình cảm cho em nữa. Nhưng mà lúc đó mới cần cái sự thử thách, cái sự cảm thông với người phụ nữ. Đúng rồi đó. Dĩ nhiên nhưng mà không là chỗ đó đó. Nhưng mà dĩ nhiên đó mới là lý do thôi. Cá nhân anh thì anh vẫn luôn nghĩ rằng là khi mà quen một mối quan hệ dù là bao lâu đi chăng nữa thì vẫn phải luôn luôn cố gắng làm nóng cái mối quan hệ của mình. Tại vì chắc chắn sẽ có những đoạn nó bị nguội lạnh đi. Quan trọng là mình biết cách nào mình tạo cái bất ngờ gì đó nhỏ thôi thì người ta cũng sẽ cảm thấy người ta vui rồi. Thì cái Bảo nghĩ là cái này là chuyện cả hai bên cũng cần phải hiểu cho nhau. Tiếng em một ngày về em xuất hiện trước công ty người ta, hoặc là em nói rằng là em ơi man mệt quá anh không đi đâu nè, nó kia để em chọc cho người ta giận, xong rồi em xuất hiện trước cửa nhà người ta. Xuất hiện trước cửa nhà ghi tờ giấy anh không vô tâm đâu. Đôi khi em làm như vậy là người ta cảm thấy quá dễ thương đúng không? Đó. Nói chung là hiểu cho nhau một chút xíu. Nào. Rồi, kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình là mình có được hẹn hò. Có được. Hẹn hò với chàng trai đó. Hẹn hò với tiền, hẹn hò với tiền, chị hiểu không? Được rồi. Đây được nè, đó. Có thiệt. Không, tin em đi. Có nghĩa là kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ được đưa một cái Mastercard đó. Thì chúng ta sẽ ghi cái giá. Tiếp. Ủa vậy hả? Tiếp. Em giỡn cái đầu thôi, đừng có nói sâu quá, không? Dạ. Tiếp.
là do mask gà thôi, tới đó được rồi. Từ từ, để cho chương trình hấp dẫn chị nữa. Em thấy khuôn mặt của chị Trang Moon đó là hơi thở. Không, em không có mê trai cho mọi người. Em nhìn em rất là kiểu như là đầm thắm và nữ tính, em rất là dịu đúng dàng và em rất là... Chị thấy em rất là hỏi. Đúng á. Ekip có thể cho xin miếng khăn giấy không? Bờ môi em hơi ướt. Em xứng à. Hèn chi mặc chiếc đầm xanh là đang hy vọng, màu xanh là màu của hy vọng. Đâu, màu xanh là đúng hòa bình. Cái gì màu xanh? Bây giờ không cãi nữa. Bây giờ Sa sẽ công bố cái thử thách đầu tiên của chúng ta qua một cái gợi ý của chương trình nha. Thì chương trình có gửi cho Sa một cái này. Ủa tiền hả chị? Đây này này, tiền thì em cũng thích đó, nhưng mà em thích khám phá về cái câu chuyện tiếp theo để chúng ta còn biết được tâm thần đó là ai đúng không? Đây cho mẹ nó là tiền. Thử thách là gì ạ? Tiền không? À. Tại vì iPhone còn nhiều hơn tiền nữa đó. Rồi sao đưa iPhone chi chị? Thì trong đây sẽ có một cái đoạn âm thanh chúng ta nghe và chúng ta sẽ đoán cái gợi ý ở trong đây là chàng trai hôm nay của chúng ta là ai? Nam thần hôm nay là ai đây? Bây giờ cùng tập trung nghe nha, im lặng nha. Sao sẽ mở lên nè. Đừng gọi tên em. Chắc là đẹp trai rồi. Chưa đoán ra được nha. Có quẩy là có quẩy đó. Cái này chắc Trang Moon là làm cha 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 đĩa. Lên em ơi. Lên luôn em ơi. Lên luôn. Còn lên lao. Lên lao. Ai đoán ra được gì chưa? Nhạc hay quá. Là sao? Không quay luôn cái bộ đó luôn. Nhạc nghe nhạc kẻ trí. Ừ. Chị nói rồi. Tưởng là sẽ nói cái gì mà sao là trong em đợi nhạc. Đoán người này là ai hả? Trời sao biết. Đây nè, mấy cái tập rồi, trước. Nhạc tiếp em ạ. Dạ. Ok, bao nhiêu thôi? Mấy tập trước thì cho hình mà che cái mặt để cái body còn khó đoán. Giờ cho cái âm thanh rồi mình đi kiếm mà biết kiếm ở đâu. Chắc em nghĩ là chương trình sẽ thải mình xuống cái chỗ đó. Rồi chị em mình phải đi kiếm từng người. À xin lỗi anh có thể hát cho em nghe đoạn được không? Xong rồi không phải anh xin lỗi anh. À xin lỗi khán giả có thể hát cho em nghe đoạn được không? Trời ơi sao mình tìm được đi. Nè nè em đều có bị uýnh không ạ? Sao để nó uýnh á. Tí nữa chương trình mà thảy mình xuống đoạn nào thì chắc chắn trong cái đoạn đó sẽ có chàng trai. Nhưng mà mình phải cất công đi tìm chút xíu thôi. Chứ em nghĩ không có chơi không, khó. Không, thực ra chị nói thật nha, chị chỉ giả vờ vậy thôi. Chứ còn chuyện nghe giọng này là chị biết là anh rất là đẹp trai. Nên là trước nữa chị sẽ là người đầu tiên tìm thấy nam thần ngày hôm nay của chúng ta. Là thấy ai đẹp là nhảy vô hả? Là ai đẹp là nhảy vô hả chị? Bây giờ mình đúng rồi, đặc điểm quan trọng nhất là bây giờ ai đẹp là trai á. Anh thấy cho em nghe rồi. Cái bé này nó nghe thơ quá. Sao chương trình đã đầu tư lắm cưng. Chắc chắn là trai đẹp không mà không có trai nào không đẹp đâu. Không, nhưng mà nhiều khi chương trình cho hóa thân mấy mọi người lo kiếm những nơi xa xôi lỡ anh ngồi ở đâu góc bụi mà. Thế bây giờ phân công nha, chị sẽ tìm những anh nào đẹp trai nhất. Hả? Khi nào là anh Nguyễn? Có khi nào là anh Nguyễn Phim toán? Thế anh khẩu trang quá trời kìa. Chương trình này nhiều bí ẩn lắm nha. Anh ơi hát cho em nghe đoạn anh ơi. Anh ơi vui lòng hát cho em nghe một đoạn. Anh lắc đầu, anh sợ. Anh ơi vô làm hết như nghe một đoạn. Không. Ê, ví dụ như hồi đi, anh ơi anh có thể hát cho em nghe một đoạn được không? Nhưng mà từ từ, em bảo là có thể là sẽ bị cải trang đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta sẽ chia nhau như này nha. Chị sẽ tìm những anh nào đẹp trai nhất để chị nói chuyện. Và em là tìm anh nào xấu xấu trai để em... Không, em với chị đi một đôi. Quê em đầy luôn đấy. Một lát nữa mình tính đi, cái quan trọng bây giờ là chia team nè. Ai muốn về là của ai? Thôi em thấy cái gì giống như duyên số nè. Đó, mỗi người một băng ghế thôi, mình vô một băng gì luôn đi. Đúng không? Không, hồi nãy chị tự tin lắm. Em hy vọng tập này em sẽ xin nhìn cái chiếc đầm xanh kia có thêm màu mê. Chào em, đừng có bất ngờ với nam anh nha. Ok, bây giờ em thấy khá là dễ thương á. Thôi, bây giờ cái gì? Cái
ngay cốc ổi xoài bưởi cũng có tên thôi, mình cho cái tên đợi đi để nó có cái kỷ niệm dễ dễ gọi nè. Trời ơi, đợi đợi gì em mới gọi đợi gì nhường cho đợi kia chứ đợi đi chay con này đợi khu bò đi khu bò bò một nắng của em rồi bò một nắng nha, đội của em là bò một nắng không từ từ nhưng mà từ nãy giờ được quảng cáo bò một nắng mà không được quảng cáo cái mô hình em đang làm gara xe nha, chăm sóc xe nha mọi người. Trời ơi chị ơi, tí của em chưa có xe hơi nên là để mày quá chứ đỡ phải tặng em nào muốn chăm sóc xe có thể lát phải chương trình tính phí em bé ừ nãy giờ nãy giờ như là về cắt hết đó chị không là em bia được cho hai khách hàng tiềm năng của em rồi nè, mốt là chị đi mình gặp bạn bè xong mình có con bé bán khô bồng nắng ngon lắm nè đó, em chỉ cần vậy thôi, chưa ăn chưa biết em thôi mà bỏ chuyện con bò quăng lên được không rồi, bây giờ rồi, chốt rồi. Lại ra cái tên nè rồi, bây giờ là chuyện con người nè, bây giờ chị nhóm mình tùy ý em là cách mời tùy bò một nắng thí liệu nha mọi người. Trời ơi cái tên mà đọc xong chắc hết chương trình luôn á. Ok bò một nắng nha mọi người. Ra xe nha mọi người. Hai con người này tranh thủ cực kỳ luôn. Rồi cái tên nó không có liên quan. Tí nữa cái tới gặp chàng trai hỏi là ủa đồ em tên gì? Dạ bò một nắng anh. Đồ em đồ ra